Xin chào tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Yến Xuân có gì mà khiến Lâm Tây yêu đắm đuối đến vậy? Với ngoại hình điển trai và một sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, Lâm Tây chẳng những là một ngôi sao trong làng bóng đá Việt mà còn là một mẫu bạn trai lý tưởng cho nhiều cô gái. Dù không công khai chuyện tình cảm, nhưng ai follow Gấu Nga cũng biết anh chàng đang có một tình yêu đẹp với cô nàng huấn luyện viên thể hình Yến Xuân. Dù bao fan bị dân tình soi nhan sắc, cô ăn mặc, kiểu tóc, nhưng rõ ràng Yến Xuân chính là cô gái vượt qua hàng trăm ứng cử viên ngoài kia được Lâm Tây chấm. Cùng Mr. Zero tìm hiểu về nửa kia đặc biệt của Lâm Tây nhé. Và Kim Chanh xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Like Fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Bùi Thị Yến Xuân có lẽ là cô gái may mắn đang khiến không biết người ghen tị. Bởi lẽ nàng chính là người yêu của thủ môn Đặng Văn Lâm, chàng soái ca cực phẩm với gương mặt lai Tây cùng thể hình 6 múi chuẩn từng nanomet. Thậm chí nhiều cô gái còn công khai cuồng Lâm Tây, sẵn sàng đánh đổi nhiều thứ chỉ được hẹn hò với anh một lần. Thế nhưng bỏ qua tất cả, thủ thành số 1 của đội tuyển Việt Nam vẫn chọn Yến Xuân. Vậy đâu là bí quyết giúp cô nàng này vượt qua hàng ngàn mỹ nhân để trói chặt trái tim chàng thủ thành điển trai này? Hãy cùng Mr. Zero tìm hiểu nhé. Body hấp dẫn, một công việc truyền cảm hứng. Phải công nhận rằng ấn tượng ngoại hình luôn là điều đầu tiên bạn gây ấn tượng với một người trên mạng xã hội. Cũng như bao người con trai khác, Lâm Tây chắc chắn sẽ chấm một cô gái mà ba vòng bốc lửa như Yến Xuân khi xem loạt ảnh bikini của cô nàng trên Instagram. Nhưng đằng sau sự thu hút về ngoại hình chính là công việc mang tính chất truyền cảm hứng mà nàng Watts 28 tuổi đang theo đuổi. Hàng ngày, người yêu Lâm Tây chia sẻ các tips tập luyện để eo thon, chân săn, tăng kích cỡ vòng 3. Thật sự đây là nguồn cảm hứng cho những người phụ nữ mất tự tin về cơ thể, lấy lại vóc dáng thon gọn. Có thể thấy, từ bản thân cô nàng đã tỏa ra năng lượng tích cực, có fan riêng, mang lại những thông tin hữu ích cho mọi người xung quanh. Đó là điều kiện cần giúp nàng Watts lọt vào mắt xanh của chàng thủ môn nhà ta rồi. Lắm lúc trẻ con, nhưng cần deep thì deep được luôn. Sự đa dạng trong tính cách của Yến Xuân cũng là điểm cộng to đùng trong mắt Gấu Nga. Khác với những cô gái chỉ story những khoảnh khắc xinh xắn, gương mặt lạnh lùng hay bay nhảy trong bar, club cuối tuần, hot girl phòng gym lại thể hiện mình đa nhân cách. Con trai thường hay bị cuốn hút bởi những cô gái khó đoán, và Yến Xuân đích thị là kiểu người như vậy. Vừa thấy Xuân đăng một chiếc boomerang mắt tròn xoe, chu môi ra vẻ cute trong quán trà sữa, thì ngay sau đó nếu có ai đặt câu hỏi về trải nghiệm tình yêu, suy ngẫm cuộc sống, thì chị X sẵn sàng hồi đáp như một cô gái có chiều sâu thực thụ ngay. Đã có biết bao story trải lòng chuyện tình cảm khiến dân tình thay đổi cái nhìn về Yến Xuân, rằng cô bạn này cũng từng trải phết đấy, cũng có suy nghĩ thật sự sâu sắc về chữ yêu, biết nghĩ cho cảm xúc của người khác, biết yêu bản thân. Thế mới thấy Lâm Tây cũng không phải dạng vừa trong việc chọn người để yêu. Nấu ăn ngon và biết Lâm Tây thích ăn gì là một lợi thế. Đã nói thì nói cho hết, Yến Xuân là một cô gái biết nấu ăn ngon và đi thẳng vào trái tim của Lâm Tây qua đường dài dày nữa đấy. Yến Xuân từng chia sẻ trên trang cá nhân, mỗi lần đi siêu thị, mặt hàng cô nhất định phải mua là rau củ và trái cây. Bạn gái Văn Lâm được khen là khá khéo tay trong khoản nội trợ. Dù mới bắt đầu nấu ăn cách đây chưa lâu, thì những món ăn như salad ớt gà detox đều được cô nàng Yến Xuân chế biến và trang trí vô cùng hấp dẫn, đẹp mắt. Nàng Watts 28 tuổi từng cho biết trước khi yêu Văn Lâm, cô rất ít khi vào bếp. Tuy nhiên vì chàng thủ môn 27 tuổi thích được ăn những món ngon tại nhà, nên cô muốn tự tay nấu nướng để chiều lòng bạn trai. Cô mày mò lên YouTube học cách nấu ăn, rồi từ đó yêu thích luôn việc nội trợ. Yến Xuân thường xuyên khoe lên story những bữa ăn dinh dưỡng đầy đủ sức khỏe do mình tự tay chuẩn bị cho người yêu khi cả hai có dịp ở cùng nhau trong các khu nghỉ dưỡng, các chuyến du lịch. Như hồi trước chung kết AFF Cup 2018, Đặng Văn Lâm với bạn gái đi nghỉ cùng nhau ở một resort hạng sang. Cô nàng đã vào bếp nấu pork, một món súp truyền thống nổi tiếng của Nga. Chẳng cần đoán cũng biết Lâm Tây sẽ hạnh phúc cỡ nào khi có người yêu vừa khéo tay lại còn hiểu ý. Với một anh chàng ăn uống healthy như anh thì có người yêu biết nấu nướng là hợp cả nhất rồi. Chưa kể khi Đặng Văn Lâm sang Thái, Yến Xuân cứ 10 hôm lại sang tận Thái nấu ăn cho anh một lần, toàn những món mà thủ thành tuyển Việt Nam khoái khẩu. Bạn trai ở đâu thì lập tức xách vali đến đó. Chưa thấy ai trong hội Watts bám người yêu như Yến Xuân. Người yêu tập luyện ở Hà Nội, một tháng đi Hà Nội 4 lần. Người yêu đi nghỉ ở Hạ Long, theo ra Hạ Long luôn. Người yêu đến Nha Trang, bỏ hết công việc ở Sài Gòn bay ra Nha Trang gấp. Còn bây giờ người yêu sang Thái, thì Yến Xuân đi Thái như đi chợ. Hiện tại hot girl sinh năm 1992 đã dọn hẳn sang Thái Lan để tiện bề chăm sóc cho bạn trai. Cả hai sống trong căn hộ riêng mà Moan Thông Du Tích cấp cho Đặng Văn Lâm.
Yêu xa dường như không có trong từ điển của cô nàng này. Lâm Tây đang ở chỗ nào là nàng tức tốc đến đó, như một nỗ lực xóa nhòa mọi khoảng cách với người yêu. Nó càng ý nghĩa hơn nữa khi đặc thù công việc của anh chàng là bận rộn và thường hay phải di chuyển. Mong ước của mọi chàng trai khi chơi thể thao đó là có một cô bạn gái cùng đam mê và luôn sẵn lòng theo chân mình từ phòng gym cho tới sân bóng. Văn Lâm quả thực là một chàng trai may mắn vì có Yến Xuân, một cô gái tâm lý ở bên cạnh khi thi đấu xa nhà. Con gái mà mê xem bóng cộng 1.000 điểm luôn. Vì sao Lâm Tây và Yến Xuân gặp nhau? Dĩ nhiên ngoài chữ duyên ra thì họ phải giao nhau trong những điểm chung trong sở thích, đó chính là bóng đá. Trước khi yêu Văn Lâm, Yến Xuân đã mê bóng đá rồi. Cô nàng không những luôn xem thể thao vua là một sở thích hàng đầu, mà Xuân còn hẹn hò luôn cả một thủ môn trước khi quen Văn Lâm. Được biết cô nàng đã là fan ruột của bóng đá khi còn nhỏ. Yến Xuân từng chia sẻ, từ lúc 5 tuổi cô đã được xem bóng đá với ông nội. Chính vì vậy cô nàng thực sự rất yêu môn thể thao này. Có mối quan hệ tốt với người bạn thân của bạn trai. Nàng BT 28 tuổi đang ngày một chứng tỏ cô thực sự là một nàng dâu trong mơ của Văn Lâm. Không chỉ hết mình chăm sóc cho bạn trai khi thi đấu xa nhà, Yến Xuân còn có mối quan hệ rất tốt với những người trong gia đình của chàng thủ thành số 1 tuyển Việt Nam, đặc biệt là cô em gái Thanh Giang. Hồi tháng 12, Yến Xuân sang Nga đón Giáng sinh sớm cùng gia đình bạn trai. Trong suốt quãng thời gian tới xứ sở Bạch Dương, bạn gái Văn Lâm và cô em gái út Thanh Giang thường xuyên chia sẻ những hình ảnh vui vẻ bên nhau. Họ cùng đi mua sắm, đi chơi hay thậm chí là cùng chăm sóc cho thú cưng. Sau đó, Văn Lâm về Thái để hậu quân cùng Hoàng Thông United để chuẩn bị cho mùa giải 2020. Thế nhưng Yến Xuân vẫn ở lại Nga. Cô nàng đã tới xem một buổi biểu diễn của Thanh Giang nhân dịp lễ Giáng sinh và chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Sự xuất hiện của chị dâu tương lai có lẽ cũng tiếp thêm nhiều động lực cho cô em gái nhỏ của Văn Lâm. Sau đó ít ngày, Yến Xuân mới trở lại Thái Lan để chăm sóc cho bạn trai. Đây không phải là lần đầu Hot Girl GX thân thiết với em gái Văn Lâm, mà trước đó trên story, Yến Xuân cũng đã khoe ảnh Thanh Giang nằm trên chân mình vô cùng thân mật. Đây rõ ràng là điểm cộng với người đẹp Sài Thành khi đặc biệt cưng chiều em gái của bạn trai. Mới đây, cặp đôi này lại tiếp tục chia sẻ ảnh check-in tại Nga. Được biết, cả hai đã cùng nhau đón năm mới với gia đình Văn Lâm. Trên trang cá nhân, cô đăng nhiều clip nấu nướng, nghịch tuyết cùng các thành viên trong gia đình Lâm Tây. Trong khi đó, Văn Mạnh, em trai chàng thủ môn cũng đăng tải một bức hình chúc mừng năm mới, có thêm sự xuất hiện của chị dâu tương lai. Trong năm 2020, Văn Lâm sẽ có rất nhiều mục tiêu để hướng đến. Đầu tiên là chức vô địch Thái League cùng Hoàng Thông United, kế đó là giành vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam. Với hậu phương vững chắc như Yến Xuân, hy vọng thủ thành sinh năm 1993 này sẽ có một năm 2020 đầy thành công. Đến đây bạn đã biết được mấu chốt sự chung thủy trong tình cảm của thủ môn đẹp trai dành cho Yến Xuân nằm ở đâu chưa? Dĩ nhiên là không chỉ ở vẻ ngoài hấp dẫn hay những hình ảnh lôi cuốn trên Instagram rồi đúng không? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về cô nàng Yến Xuân này vào phần bình luận bên dưới cho Mr. Zero biết nhé. Đừng quên nhấn like, share để ủng hộ cho kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.